Chung Gia Hân, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1984 tại thị trấn Maverick, tỉnh British Columbia, Canada, là nữ diễn viên và ca sĩ Hồng Kông, từng là nghệ sĩ hợp đồng của TVB Hồng Kông. Năm 2003, Chung Gia Hân trở thành Hoa hậu gốc Hoa Vancouver, năm sau tham gia cuộc thi Hoa hậu gốc Hoa quốc tế và giành được vương miện, sau đó trở thành nghệ sĩ của TVB. Cùng năm đó, sau khi ra mắt, Chung Gia Hân tham gia bộ phim hài kịch đầu tiên của mình là Gia đình vui vẻ, và nhờ vai diễn đầu tiên Hồng Bạch Lam cô đã bước vào tầm mắt của công chúng. Năm 2007, cô giành được giải thưởng nhân vật yêu thích của tôi tại lễ trao giải truyền hình Astro Hoa Lệ Đài Malaysia cho vai diễn thường tại Tâm trong Sóng Gió Gia Tộc. Sau đó, cô tham gia nhiều bộ phim như Trường Học Mật Cảnh, Bảo Vệ Nhân Chứng, Truyền Tích Thần Kỳ và nhiều bộ phim khác, trong đó vai kế thể chi bé may mắn trong Truyền Tích Thần Kỳ với câu nói quen thuộc miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến, đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều người. Chung Gia Hân còn được coi là một trong năm đại hoa đáng của TVB vào thập niên 2010 khi mới 27 tuổi và nhận được sự ủng hộ lớn. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Chung Gia Hân nhiều lần được đề cử tại lễ trao giải TVB hàng năm và nhận đề cử nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh Hồng Kông lần thứ 27 cho vai diễn trong phim Thập Phần Ái. Đồng thời, cô cũng giành nhiều giải thưởng như nhân vật nữ TVB yêu thích nhất, nữ diễn viên chính TVB yêu thích nhất, nữ diễn viên chính TVB Malaysia yêu thích nhất tại các lễ trao giải như Ngôi sao TVB Singapore 2013, TVB Malaysia Starhub TVB Award 2013 và lễ trao giải TVB 2021 nhờ các vai diễn trong Bảo vệ Nhân chứng, Cự Luân, Bác sĩ Nhi Khoa. Cuối năm 2015, Chung Gia Hân kết hôn với Jeremy và năm 2016 cô sinh con gái Kelly. Năm 2018, hợp đồng của Chung Gia Hân với TVB kết thúc và cô rời TVB. Cùng năm đó, bộ phim Tái Sáng Thế Kỷ do cô đóng chính được phát sóng. Ngoài việc phát triển trong lĩnh vực truyền hình, Chung Gia Hân còn tham gia lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc và đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực âm nhạc như giành giải nữ nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải bài hát vàng New Town năm 2008, giải 10 bài hát thiếu nhi vàng tại lễ trao giải bài hát thiếu nhi. Năm 2009, Chung Gia Hân giành giải nữ nghệ sĩ mới được yêu thích nhất tại lễ trao giải bài hát vàng, giải nữ nghệ sĩ mới có lượng đĩa bán chạy nhất tại lễ trao giải IFPI Hồng Kông. Cô còn giành giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất tại lễ trao giải bài hát vàng New Town năm 2012 và đã liên tiếp giành giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất từ năm 2007 đến 2009. Đời tư của Chung Gia Hân. Năm 2007, Chung Gia Hân bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Ngũ Doãn Long sau khi tham gia quay phim Thập Phần Ái. Sau 6 năm yêu nhau, họ chia tay. Tháng 5 năm 2013, Chung Gia Hân bị vướng vào nhiều tin đồn, tham gia buổi tiệc chúc mừng của chương trình Chơi Đùa Vương và cho biết tình cảm với bạn trai Ngũ Doãn Long như mật ong không bị biến chất. Năm 2016, Chung Gia Hân kết hôn với Jeremy, cháu trai của cựu chủ tịch tập đoàn TVB Lương Nải Bằng, và tổ chức lễ cưới tại Vancouver. Cùng năm đó, Chung Gia Hân đón đứa con đầu lòng và 2 năm sau đón đứa con thứ hai. Tháng 10 năm 2022, Chung Gia Hân công bố trên mạng xã hội rằng cô đã sinh con gái thứ ba. Nữ thần TVB Chung Gia Hân mừng sinh nhật 40 tuổi giản dị, ấm áp bên ba con mà không có phong cách ngôi sao. Trong ngày đặc biệt này, Chung Gia Hân đã trải qua một sinh nhật khó quên cùng gia đình. Thay vì tổ chức tiệc xa hoa, cô tận hưởng buổi tụ họp gia đình ấm cúng. Gia đình và bạn bè quây quần bên nhau, cùng nhau kỷ niệm sinh nhật của cô, chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống, hồi tưởng quá khứ và hướng về tương lai. Những khoảnh khắc bình dị và hạnh phúc này đối với Chung Gia Hân còn quý giá hơn bất kỳ danh hiệu và thành tựu nào. Trong vòng tay của gia đình, cô cảm nhận được hạnh phúc và mãn nguyện vô bờ. Tình yêu và sự ủng hộ của gia đình đã mang lại cho cô sức mạnh và lòng can đảm vô tận. Họ chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, tạo nên không khí gia đình ấm áp, để cô cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm sâu sắc. Chồng của Chung Gia Hân là chỗ dựa vững chắc nhất và người bạn đời trung thành nhất của cô, luôn âm thầm ủng hộ và khích lệ cô. Sự yêu thương và đồng hành của các con mang lại cho cô sự ấm áp và niềm vui vô tận. Bên cạnh họ, Gia Hân cảm nhận được hạnh phúc và mãn nguyện thực sự trong cuộc sống.
Sinh nhật này không chỉ là dấu mốc thêm tuổi mới mà còn là dịp đoàn tụ gia đình và bày tỏ tình yêu thương. Trong ngày đặc biệt này, họ cùng nhau cười, khóc và trải qua buổi tối ấm áp, khoảnh khắc này sẽ mãi mãi được trân trọng trong lòng cô. Chung Gia Hân hiểu rằng, hạnh phúc thực sự không đến từ sự hưởng thụ vật chất bên ngoài mà đến từ sự hài lòng bên trong và lòng biết ơn đối với cuộc sống. Cô dùng cuộc sống của mình để diễn giải sự ấm áp và hạnh phúc của gia đình, trở thành tấm gương cho nhiều người. Đối với cô, gia đình là quan trọng nhất, tiếng cười của các con và sự đồng hành của chồng là niềm hạnh phúc lớn nhất. Sự nghiệp của Chung Gia Hân. Chung Gia Hân sinh ngày 9 tháng 4 năm 1984 tại thị trấn Maverick, tỉnh British Columbia, Canada. Cô là con út trong gia đình có anh và chị. Năm 2002, cô tốt nghiệp trường trung học Templeton ở Vancouver và cùng năm đó, cô đổ vào Đại học British Columbia. Trong kỳ nghỉ hè đại học, Chung Gia Hân tham gia cuộc thi sắc đẹp đầu tiên được tổ chức tại trung tâm thương mại Crystal Moon, thành phố Burnaby, tỉnh British Columbia, và giành giải nhất. Năm 2003, cô được đề cử tham gia cuộc thi Hoa hậu gốc hoa Vancouver và đã giành ngôi vị Hoa hậu. Kinh nghiệm diễn xuất. Phát triển truyền hình. Năm 2004, Chung Gia Hân tham gia cuộc thi Hoa hậu gốc hoa quốc tế và giành được vương miện, sau đó trở thành nghệ sĩ của TVB. Cô tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên là Gia đình vui vẻ, và nhờ vai diễn đầu tiên Hồng Bạch Lam, cô đã bước vào tầm mắt của công chúng, tích lũy được sự yêu mến của khán giả. Cùng năm đó, TVB quyết định tạo dựng một dự án mới với tên gọi Lực lượng Ngọc Bích gồm 12 nghệ sĩ mới, trong đó có Chung Gia Hân. Dự án này nhằm mục đích quảng bá và tham gia các chương trình của TVB, đồng thời cung cấp các khóa đào tạo nghệ thuật để phát triển họ trở thành những nghệ sĩ toàn năng. Năm 2005, Chung Gia Hân đóng phim trong bộ phim Đội Cứu Hộ Trên Không với vai Thi Thục Kỳ và năm 2006, cô nhận giải nữ diễn viên tiến bộ nhanh nhất tại lễ trao giải TVB 2006 nhờ vai diễn này. Năm tiếp theo, Chung Gia Hân lần đầu tiên đảm nhận vai nữ chính, đóng cùng Trần Hạo Dân và Đường Văn Long trong bộ phim Bí mật Bảo tàng. Tháng 6 cùng năm, cô đóng vai chính trong bộ phim Bằng chứng thép. Sau khi phát sóng, bộ phim đạt rating cao nhất và độ nổi tiếng của Chung Gia Hân cũng tăng lên, cô nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo. Năm 2007, Chung Gia Hân đóng vai nữ chính Thường Tại Tâm trong bộ phim Sóng Gió Gia Tộc. Sau khi phát sóng, khán giả và cư dân mạng khen ngợi diễn xuất xuất sắc của cô, và cô giành giải nữ diễn viên chính yêu thích của tôi tại lễ trao giải Astro Hoa Lệ Đài 2008, cùng với Lâm Phong nhận giải cặp đôi yêu thích nhất. Năm 2008, Chung Gia Hân tiếp tục đóng vai Vu Tố Thu trong phần tiếp theo của Sức mạnh tình thân là Gia Hảo Nguyệt Viên. Bộ phim đạt rating cao nhất 50 điểm, ngang bằng kỷ lục của Hồng Kông. Cùng năm, Chung Gia Hân được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nhân vật nữ yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB 2008 nhờ vai diễn trong hai bộ phim Kim Thạch Lương Duyên và Truyền Tích Thần Kỳ. Năm sau, cô lọt vào top 5 đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB 2009 nhờ vai diễn trong bộ phim Lấy Chồng Giàu Sang. Chung Gia Hân liên tiếp gây tiếng vang với các bộ phim như Bí mật Bảo tàng, Cự Luân, Sóng Gió Gia Tộc, Kim Thạch Lương Duyên và đứng vững ở vị trí nữ chính hàng đầu của TVB. Cô được coi là một trong năm đại hoa đáng của TVB vào thập niên 2010 khi mới 27 tuổi và nhận được sự ủng hộ lớn từ TVB. Cùng năm, Chung Gia Hân cùng Lâm Phong, Lưu Bích Nhi và Tiêu Chính Nam làm đại sứ quảng bá cho Thế vận hội Bắc Kinh. Từ năm 2009 đến 2010, tổng cộng có 5 bộ phim được phát sóng, trong đó Chung Gia Hân cùng Mã Tuấn Vĩ hợp tác đóng chính trong bộ phim Cổ Trang Bộ Tùng Linh. Hai người đã tạo ra nhiều phản ứng hóa học trong phim và diễn xuất của Chung Gia Hân, đặc biệt là những cảnh khóc, nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô cũng giành giải 10 nhân vật truyền hình yêu thích của tôi tại lễ trao giải Meow 2010 nhờ vai diễn này. Sau đó, vào cuối năm 2010, cô đóng vai Ngô Tứ Đức trong bộ phim Hài Công Chúa Giá Đáo, bộ phim đạt rating cao nhất 38 điểm trong tuần đầu phát sóng, phá kỷ lục rating của TVB nửa đầu năm. Năm 2010, Chung Gia Hân còn hợp tác với Vương Hỷ trong bộ phim Hiện Đại Thám Tử Lừng Danh, đóng vai người mẫu Chung Ý Đắc. Năm 2011, Chung Gia Hân đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn Trường Học Mật Cảnh, đóng vai Cổ Gia Lam.
diễn xuất của cô trong các cảnh cảm xúc của nhân vật này được đánh giá cao, đặc biệt là những cảnh khóc. Cô cũng được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB 2011 và lọt vào top 5 cho giải nhân vật nữ yêu thích nhất. Tháng 1 năm 2012, Chung Gia Hân cùng Ngô Trác Hy và Miêu Kiều Vĩ đóng chính trong bộ phim Ước Mơ Xa Vời, cô đóng vai quan Gia Lạc. Nhân vật này khác biệt so với hình ảnh trong sáng trước đó của Chung Gia Hân, để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Nhờ vai diễn này, cô lần đầu tiên giành giải nhân vật nữ TVB yêu thích nhất tại lễ trao giải Starhub TVB Award và cùng Trần Hào giành giải cặp đôi TVB yêu thích nhất nhờ vai diễn La Diệu Hoa và Cổ Gia Lam trong Trường Học Mật Cảnh. Tháng 3 cùng năm, bộ phim Hai Người Cha Phú Quý mà cô đóng vai cảnh sát Cao Như Châu được phát sóng. Tháng ngày 30 tháng 4, bộ phim Cổ Trang Diệu Vũ Trường An với bối cảnh nhạc phường thời nhà Đường, Chung Gia Hân đóng vai vũ nữ gợi cảm Biện Ngọc Yên. Chung Gia Hân cùng Huỳnh Tông Trạch đóng chính trong bộ phim Bảo Vệ Nhân Chứng, tạo thành một cặp đôi được nhiều khán giả yêu thích. Nhân vật của Chung Gia Hân trong Bảo Vệ Nhân Chứng là sự phát triển từ Miss Cool trong Trường Học Mật Cảnh. Sau khi bộ phim được phát sóng, nó đã trở thành bộ phim có rating cao nhất của TVB năm 2012 và giành được giải 15 nhân vật truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải Miaomi Favao Award 2012. Việc Chung Gia Hân không được đề cử cho giải nhân vật nữ được yêu thích nhất đã khiến TVB nhận được hơn 60 đơn khiếu nại, và cô cũng được đề cử giải nhân vật nữ truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB 2012. Năm 2013, Chung Gia Hân đóng vai nữ chính trong bộ phim nổi bật Cự Luân, vào vai Trác Tỉnh. Diễn xuất của cô được đánh giá cao và giúp cô tái nổi tiếng, giành hai giải nữ diễn viên TVB được yêu thích nhất và nhân vật truyền hình TVB được yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB Malaysia Starhub 2013, giành ngôi vị nữ diễn viên xuất sắc nhất Malaysia. Tuy nhiên, đây cũng được coi là cơ hội gần nhất để Chung Gia Hân giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất Hồng Kông, nhưng cuối cùng cô thất bại trước Điền Nhụy Ni trong cùng bộ phim và chỉ nhận được đề cử tại lễ trao giải TVB 2013 cho cả hai hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nhân vật nữ được yêu thích nhất. Năm 2014, Chung Gia Hân đóng vai chính trong bộ phim lấy bối cảnh Dân Quốc Đại Dược Phường, vào vai nữ bác sĩ Đông Y Đỗ Giai Kỳ, diễn xuất cùng hai nam chính trong Một Mối Tình Tây Ba. Đây cũng là lần tái hợp của cô với Trần Triển Bằng sau Cự Luân, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhờ vai diễn này, cô giành giải nhân vật truyền hình TVB được yêu thích nhất tại lễ trao giải Starhub TVB Award 2014 và nhân vật truyền hình TVB được yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB Malaysia Starhub 2014. Sau đó, với vai diễn CIB điều tra viên Chung Vĩ Ân trong Phi Hổ 2, cô giành giải nhân vật truyền hình TVB được yêu thích nhất tại lễ trao giải Starhub TVB Award 2015. Chung Gia Hân chia sẻ rằng đây là vai diễn bạo lực và nam tính nhất từ trước đến nay của cô, và cô lo ngại rằng điều này có thể khiến người hâm mộ mất đi hình ảnh Gia Hân BB. Năm 2015, Chung Gia Hân giành giải nhân vật truyền hình TVB được yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB Malaysia Starhub 2015 nhờ vai diễn Tư Đồ Địch Địch trong bộ phim Hiện Đại Sự Chuyển Mình Hoa Lệ. Cô cũng đến Trung Quốc đại lục để hợp tác với Vương Tổ Lam trong bộ phim Na Tra và Dương Tiễn. Đây là lần đầu tiên Chung Gia Hân tham gia vào một dự án hợp tác giữa TVB và Đại Lục, nhưng đến tháng 3 năm 2023, bộ phim này vẫn chưa được phát sóng. Năm 2016, Chung Gia Hân tái hợp với Huỳnh Tông Trạch trong bộ phim Cảnh Khuyển Ba Đã, đóng vai bác sĩ thú y Mã Chí Hạo. Cô được đề cử hai giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nhân vật truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB 2016. Sau khi một lần nữa lỡ cơ hội giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Chung Gia Hân quyết định tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vì lý do gia đình. Cảnh Khuyển Ba đã trở thành tác phẩm tạm biệt của cô. Năm 2018, bộ phim Tái Sáng Thế Kỷ được phát sóng, đánh dấu sự trở lại của Chung Gia Hân sau thời gian nghỉ sinh, đồng thời cũng là tác phẩm cuối cùng của cô với TVB, kết thúc 13 năm sự nghiệp tại đài này và dần dần rút lui khỏi làng giải trí. Năm 2021, Chung Gia Hân tham gia bộ phim Y Khoa Về Nhi Khoa Bác Sĩ Nhi Khoa, đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô sau 5 năm vắng bóng. Trong phim, cô vào vai một bác sĩ nhi khoa. Dù không giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Hồng Kông, nhưng cô vẫn nhận được nhiều đề cử tại lễ trao giải TVB 2021,
bao gồm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhân vật truyền hình được yêu thích nhất và cặp đôi truyền hình được yêu thích nhất. Chung Gia Hân cũng giành giải nữ diễn viên chính được yêu thích nhất Malaysia TVB. Phát triển điện ảnh. Năm 2007, Chung Gia Hân tham gia bộ phim đầu tiên Thập Phân Ái và được đề cử giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 27. Năm tiếp theo, cô hợp tác với Dư Văn Lạc và Trần Khôn trong bộ phim Hoa Hoa Hình Cảnh, đóng vai Lisa. Hai năm sau, cô tham gia bộ phim Hài 72 Gia Thuê Khách, do Thiệu Thị và TVB hợp tác sản xuất. Bộ phim này có sự góp mặt của hơn 100 ngôi sao từ cả ba miền, được mệnh danh là phiên bản Hồng Kông của Kiến Quốc Đại Nghiệp. Phát triển âm nhạc. Năm 2006, Chung Gia Hân ra mắt ca khúc đầu tiên phát thể trong album Kim Bài Nhi Nữ Hồng và nhạc phim Tầm Thần Truyền. Từ đó, cô hát nhiều ca khúc chủ đề và kết phim, đạt thành công trong nhạc thiếu nhi. Năm 2008, cô ký hợp đồng với Star Entertainment và phát hành album đầu tay Một Người Bữa Tối, Hai Người Thế Giới, đạt đĩa vàng và nhiều giải thưởng. Từ 2009 đến 2011, cô phát hành album thứ 2 Mi Love Story và thứ 3 Mi Private Celestino, với nhiều ca khúc tự sáng tác, đạt đĩa vàng và nhiều giải thưởng. Năm 2011, cô làm giám đốc sản xuất cho MV If You Want Me. Cuối năm, cô chuyển sang Star Sing International và phát hành album Love Love Love, đạt doanh số tốt và nhiều giải thưởng. Năm 2013, cô tổ chức buổi hòa nhạc Love 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 Concert và chuyển sang Star Dream Entertainment. Năm 2014, cô giành giải ca khúc bùng nổ và nữ ca sĩ bùng nổ với ca khúc Khi Tình Yêu Đến. Năm 2016, sau khi kết hôn, cô phát hành album mới với bài hát Tôi Đã Kết Hôn và tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Năm 2017, cô trở lại với ca khúc Chèn Cho Sóng Gió Gia Tộc 3. Năm 2019, cô giành hai giải thưởng với ca khúc Làm Ánh Bình Minh Của Con. Năm 2021, cô được đề cử giải ca khúc truyền hình được yêu thích nhất với ca khúc chủ đề của Bác sĩ Nhi Khoa. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.